Em chào toàn thể anh em đam mê đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhé. Nay em lên được hai lô mái trắng rất là đẹp cho anh em tham khảo. Đây là cái con mái trắng nó bị đau chân thì em thả phòng sinh anh em. Thả mà nó không bay ra dựng, nó lại bay sang bên nhà này anh em. Bóng bộ của một con này rất là đẹp, rất là tiếc chắc là nó bị chuột cắn hay sao anh em ạ, bị đau mất chân. Đó, giờ thì nó cũng bay đi rồi. Còn giờ em quay cái lô má trắng cho anh em tham khảo. Thì lô này em để là lô số 1 anh em nhá. Lô số 1 này thì gồm có 7 con. 7 con toàn những con rất là đẹp anh em, hàng tuyển chọn rất là kỹ. Và 7 con này thì em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt cả lô 7 con là 1.500.000 anh em nhá. 1.500.000, nếu mà anh em nào muốn bắt cả lô thì anh em liên hệ cho em. Anh em nhìn toàn con bóng bộ yểm áo tướng tá rất là đẹp anh em. Chim em bao trống cho anh em nhé. Còn giờ em chuyển qua cái lô thứ hai này cho anh em tham khảo. Lô này em để là lô số 2. Lô này thì lông lá nó hơi xấu, với bóng bụi tương tá nó không được đẹp. Lô kia thì lô này em bán thanh lý. Đó là lô này gồm có 6 con nhưng một con đâu chân thì em không tính. Và em bán 5 con là 500k anh em nhá. Giá quá rẻ anh em. Thực sự anh em nào mà bắt về thả vi như cái lô có 5 con này tỷ lệ trống phải được 4 con anh em ạ. Ai thì là 500 anh em nhá. Còn đây là cái con chim em hay đang vừa mồi vừa cà phê đấy anh em. Lúc nào nó tức chim quá nó hay cắn nan đấy anh em. Một con chim bộ quá khủng anh em. To hơn cả chòe than anh em. Bộ khủng lông mới. Đó thì con này anh em tham khảo, em vừa đăng lên cho anh em xem giải trí. Nếu mà anh em nào mà ưng thì em vẫn chia sẻ anh em nhá. Con này thì vẫn là hơn 5 triệu. Anh em nào mà ưng thì anh em liên hệ cho em. Em rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi và xem clip của em. Em chào toàn thể anh em và hẹn gặp lại anh em vào một clip tiếp theo anh em nhá.